Bạn đang gọi tới đường dây trình báo tuân thủ quy định doanh nghiệp dành cho các nhà cung cấp của Parentson. Đường dây bảo mật này được quản lý bởi InTouch, một công ty hoạt động độc lập. Nếu bạn gọi lại về vấn đề đã trình báo trước đó và đã có mã số hồ sơ, vui lòng nhấn phím 1.